Mà ông Bi cũng nhớ kìa, gọi cho mình. Chứ mà ông không ái giùm thì ông gọi cho ông ngoại không được. Đáng đau chứ nha. Cô này phải cố gắng nghe, chứ không là sau này là chữa cực lắm. Tưởng tuổi dậy thì nổi rồi hết, còn để không hết được rồi. Em qua em né né máu rồi nghe. Mụn là mình phải lái chị nè, vì cơ địa câu nên là bị mụn rồi. Để mà tự hết là sau này cũng hết, nhưng mà để lại di chứng là rỗ vậy thôi. Chờ cái ngày chi mà tao nó chạy giống như chạy chi ấy, mày cứ đi. Đúng cái ngày nữa chứ. Thường là 4 giờ mấy? Thường 4 rưỡi là đón đó. Mà trừ đi lễ mấy lần rồi? Chắc không phải là 5-6 lần. 5-6 lần. Nó đi học kìa, nó phải sắp xếp đó. Không biết gì trừ đâu mà học nhiều ghê. Học mà không có thời gian. Định hồi trưa là định 12 rưỡi đây đó, cuối cùng thầy kêu học nữa mới tới 4 giờ mới xong. Sao này chắc cho thằng cô không học quá. Cho học cái kiểu khác chứ không học chữ. Chị không cho học chữ nhiều, học chữ nhiều ra chẳng thấy bổ ích gì nhiều. Chứ chị may học. Ví dụ mình học mà mình có thế, có lực á, hoặc là mình hay học, có đường để đi vô làm chi đau lung thì học. Còn không thì đi học cái ngành nghề như mà mình yêu thích á, kinh doanh buôn bán được hơn, có tiền hơn. Đi làm công ty nhà nước khó có ăn quá. Bụng mới kêu ra mày, ghê mày. Hàng những cái to còn bình thường cái ý ghê đó. Không bà nói nữa thiệt hả chứ tụi con thiệt nha. Ngày nó đi thi nữa. Nó không phải thi giỏi, không thi giỏi là con biết rồi chị. Cái biết rồi không có một cái chi hết. Còn là mẹ sẽ chở con qua ngõ miết luôn, không có cho đi chơi nữa nhé. Cười. Hứa là tới tới thật á, là hắn kêu tới tới thật. Tên này tới giả. Người ta thấy thật là chở đi khách sạn hồ bơi cao nhất đây, trên lầu cao nhất á. À, xong rồi chở đi về quê bắt con gà ăn nướng. Cười vui. Tớ cười hầu nó đố bà na. Đố anh bắt được em nè. Cười dễ sợ đi tập thể dục á. Hồi mùa dịch á. Thì chứ.
Về à, về sớm đó. À, vậy sao? Sướng hả? Mà tạo chứ. Chưa biết làm gì, chưa không biết. Rửa mặt thôi. Tội sợ. Giờ chờ phải chạy xe nữa. Chờ móng chưa có view ra. Móng cũng hơi hơi rồi đó. Con gọi ông ngọ đi đón em rồi má ơi. À lúc mà tao thấy chưa chưa đón em đi tao mới gọi đó. Dạ dạ dạ. Thiệt mà, tại vì con thường là về đón đúng giờ là bà ngoại gọi, bà ngoại mà không thấy giờ nó có xuất hiện là bà ngoại sẽ gọi. Không mà như rứa chân yên tâm chứ, phải dặn chứ, chứ mình nhiều việc kìa. Quay tới cái giờ này là giờ ông về ông học với lại là ăn uống nữa. Ông học chi mà ông chảy mô cam. Học thì ngu như bò. Học thì ngu như bò. Hắn còn nói con ngu như bò mẹ. Cười chết. Hỏi con cố gắng con lấy điểm 10 nha. Okay. Rồi điểm 8 được mẹ. Điểm 8 được rồi, 10 không được đâu. Còn trả giá mình nó kinh. Cô này mình tạo cái hình trái mình đào lắm nè.